Xin chào quý vị và các bạn. Showmax rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của mình tối ngày 30 Tết quý vị và các bạn. Ngày hôm nay sẽ là một cái video rất là trễ. Showmax chia sẻ tới quý vị và các bạn cái không khí bà con tại huyện Hóc Môn đi chơi Tết và cũng như là đi tham quan vườn hoa Tết tối ngày 30 nha. Hiện tại thì Showmax đang có mặt ở một khu vực vườn hoa cúc tại cánh đồng Diều, huyện Hóc Môn. Đây là cái khu vực rất là gần với chuồng Pháp, thị trấn Hóc Môn nha quý vị các bạn. Ngay đằng sau lưng Showmax này là một cánh đồng hoa cúc. Cái cánh đồng này á, thay vì ngày bình thường á là cánh đồng Diều nổi tiếng tại huyện Hóc Môn nha quý vị các bạn nha, thì bây giờ là cánh đồng hoa cúc. Và bây giờ là tầm khoảng 9 giờ, có nghĩa là 21 giờ tối tại huyện Hóc Môn. Showmax sẽ tranh thủ quay chia sẻ với quý vị các bạn là một vài hình ảnh bà con đi chơi cây vào những cái cung giờ một vài tiếng nữa thôi thì Sài Gòn mình, huyện Hóc Môn mình sẽ chính thức đón năm mới Tết truyền thống của Việt Nam nha. Đang nổ pháo bông này. Đó, đang nổ pháo bông nha quý vị các bạn. Cái video này rất là đặc biệt. Bây giờ Showmax sẽ quay ngược camera lại và chia sẻ với quý vị các bạn những cái hình ảnh tại cánh đồng hoa cúc, cánh đồng Diều, huyện Hóc Môn là như thế nào quý vị các bạn nhé. Hôm nay Showmax quay video cũng không có mang đèn cũng như không có mang micro đi, cho nên là cái video này nó sẽ hơi ồn hoặc là nó hơi tối một tí, quý vị các bạn coi thông cảm nha. Rồi chỉ còn một vài tiếng nữa thôi là cái thời khắc chuyển giao đón chào năm mới Tết truyền thống của Việt Nam sẽ đây. Đây là tầm khoảng 20 giờ 40 đó, nó hơi tối tí nha quý vị các bạn, 20 giờ 40. Và quý vị các bạn thấy cái hình ảnh phía trước này đó, cô chú bà con mọi người đang đi tham quan cánh đồng hoa cúc rất là náo nhiệt nha quý vị các bạn nha, tại huyện Hóc Môn nha. Đó, một cánh đồng hoa cúc khoe sắc rất là đẹp luôn, bà con đang đi rất là đông quý vị các bạn. Phía trước chợ hoa xuân cánh đồng Diều trên bến dưới ruộng huyện Hóc Môn đã chính thức khép lại rồi. Các nhà vườn cũng đã về nhà ăn Tết rồi. Chợ hoa xuân tại huyện Hóc Môn đã khép lại rồi nha quý vị các bạn nha. Và ở đây là nhà vườn tại huyện Hóc Môn. Và nhà vườn ở đây là một cánh đồng hoa cúc rất là đẹp. Và bà con ở đây đi tham quan cũng như đi mua cây ở đây đa phần là dân Hóc Môn nha quý vị bạn nha. Đa phần là dân Hóc Môn. Thì sao bác đoán như vậy. Bây giờ mình sẽ đi một vòng để chia sẻ với quý vị bạn những hình ảnh hết sức tuyệt vời. Video hết sức là đặc biệt. Tối ngày hôm nay trước khi mà cái thời khắc giao thừa Sài Gòn mình, Hóc Môn mình đón giao thừa năm mới nha quý vị bạn nha. Đó. Bà con đang đi chơi Tết cũng như là đi tham quan ở cánh đồng hoa cúc ở đây rất là nhiều nha. Chị gái ơi, bên này là hoa cúc, bên kia là cái gì hả chị gái? Bên kia là hoa gì ha? Sống đời. À, bên sống đời. Bên đây vạn thọ. À, vạn thọ. Bên đây vạn thọ. Ở đây mình bây giờ mình một cặp vạn thọ mình bán nhiêu chị gái? 100 một cặp. À, 100 một cặp. Ở nhà vườn và nhà vườn cũng đang còn rất nhiều những cái chậu hoa vạn thọ ở đây nha quý vị các bạn nha. Nguyên một cánh đồng. Và bà con cũng đang đi mua cũng như là đi tham quan cánh đồng hoa cúc hoa vạn thọ ở đây rất nhiều nha. Bên này là cây hoa sống đời này cũng như là hoa màu gà này, hoa cúc bên kia cũng có này. Đâu thấy thùng nước đá đâu. Đó là cái không khí cái video hết sức là mình đi ngang đây thôi nha quý vị và bạn nha. Showmax đang đi tình cờ đi ngang qua đây thôi nên mình thấy cái không khí nó nóng nhiệt, mình mà mình quay chia sẻ với quý vị ha. 100.000 một cặp, coi như là 50.000 một chậu. Đó, bà con đang đi tham quan cũng như đi chơi rất là đông. Đây
Đây mình đi qua khu vực bên này, nó có ánh đèn này cho nó sáng một tí ha, không là tối quá. Chọn được cái nào chưa anh? Dạ. À, bà con đang lựa cây rất đông. Đây lấy đó đấy. Con chậu này có lấy không chị ơi? Lấy mấy chậu này luôn hả chị? Chị lấy 2 chậu. À, chị lấy 2 chậu. Dạ. Một cặp nhiêu chị ha? Một cặp nhiêu anh? Gặp 100 anh. Dạ, cặp 100 ngàn. Quá đẹp. Đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Dạ. Có hoa mua không? Dạ. Đây 2 chậu hoa Vạn Thọ được chị gái mua rồi nha quý vị các bạn nha. Bây giờ chị sẽ chở về nhà. Đó, nguyên một cánh đồng hoa Vạn Thọ. Các anh chị bà con cô chú bác vẫn đang đi tham quan cánh đồng nhà vườn ở đây nha. Ở đây là nhà vườn chứ không phải là chợ hoa xuân nha quý vị các bạn. Đây là nhà vườn. Đó. Đây là nhà vườn nha. Và bây giờ là chợ hoa xuân đã khép lại hết rồi nha quý vị các bạn nha. Chợ hoa xuân đã khép lại hết rồi. Chuẩn bị giao thừa rồi bà con ơi. Dạ, chuẩn bị giao thừa rồi, mua ủng hộ nhà vườn cô chị ha. Dạ. Dạ. Dạ chị cứ bán cho khách đi chị. À, 2 chậu hoa Vạn Thọ vàng của chị gái này. Quý vị thấy bà con đang đi rất là đông về đây nha. Mình là dân Hóc Môn luôn anh chị ha. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ là đổi thoải mái, chọn thoải mái luôn. Không cần nói đâu chị ơi, mình cứ đổi thoải mái. Em trả tiền rồi em đổi lại cái. Dạ, đổi thoải mái luôn á. Em trả tiền. Cái nào đổi cái đó, đổi thoải mái chị ha. Đó. Cái nào cứ đổi cái đó. Tại cái bông ở trên nó bị. Rồi hoa còn tươi đó. Dạ hoa còn quá tươi luôn. Có người là héo à. Dạ. Phải tươi chứ. Dạ đúng rồi chị. Đó là Vạn Thọ mà đúng không? Đúng rồi Vạn Thọ mà. Đi theo cái tên luôn chứ. Đi theo cái tên luôn đúng rồi chị gái. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời ông mặt trời. Chúc gia đình chị gái ăn Tết vui vẻ nha. Em cái chồng đó. Quá đẹp. Tôi mới cũng nghĩ là hôm nay mình sẽ quay cái video này đâu quý vị các bạn. Mà tới đây phải nói là bà con tập trung ở đây rất là đông. Cho nên là mình cũng phải tranh thủ quay với quý vị các bạn, chia sẻ với quý vị các bạn cánh đồng hoa tại chợ Hoa Xuân trên bến dưới ruộng nha. Đây là trên bến dưới ruộng huyện Hóc Môn nha quý vị các bạn. Tiếc là số bác đi đột xuất cho nên không có mang theo cái đèn để mà quay nó rõ hơn, chia sẻ với quý vị các bạn ha. Nhưng mà như vậy cũng coi rất là hay rồi. Đẹp quá. Đó, các anh trai chị gái dễ thương liên tục à. Bỏ cái hướng dương cái thứ. Mày à, mới chạy xem được nha. Không mua luôn ba đây không? Mẹ bà chủ lấy tiền hả? À? Bà con đang đi lựa cây rất là đông ở đây quý vị các bạn. Một cánh đồng hoa tại huyện Hóc Môn đầy đủ. Hoa sống đời này, màu gà này, Vạn Thọ này, hoa cúc này, hướng dương này. Bây giờ mình sẽ đi qua cánh đồng hoa hướng dương nha. Cánh đồng hoa hướng dương nằm bên kia quý vị. Đẹp quá. Đông quá quý vị ơi. Video này thì Xuân bắt quay có gì quay nấy nha quý vị các bạn nha. Có gì quay nấy. Trễ lắm rồi. Còn khoảng 1, 2, 3, 3 tiếng nữa là đón mừng năm mới. Đây một cây hoa hướng dương nè. Hơi tối tí nha. Quên mang đèn. Quên mang đèn cũng quên mang micro luôn quý vị các bạn.
Rồi chuẩn bị di chuyển qua cánh đồng hoa hướng dương nè. Đó, cánh vàng bên đó là cánh đồng hoa hướng dương quý vị. Dạ. Mua được cây nào chứ chị? Dạ. Chứ mua được cây nào đang, phải... đang tròn anh chị ha. Đang tròn. Dạ. Đó. Chúc anh chị năm mới phát tài nha. Dạ. Rồi qua tới cánh đồng hoa hướng dương. Đây cũng có rất là nhiều anh chị đang chọn những cái cây hoa hướng dương này quý vị bạn. Nguyên một cánh đồng hoa luôn. Wow. Do là số mắt không mang đèn đó cho nên là nó hơi tối một tí. Bên này là cánh đồng hoa hướng dương này. Còn bên này là cánh đồng hoa màu gà. Những cái chậu màu gà bên kia kìa. Nó hơi tối không biết quý vị bạn thấy không, cánh đồng hoa màu gà bên đó đó. Mà những cây nhiều bông đẹp. Rồi coi cái bông chốt cái này rồi hả chị? Dạ, cũng nhiều á. Chốt chưa? Đang lựa. À đang lựa. Cái này nhiều bông nè. Ừ, cây đẹp nè, cây đẹp. Cũng đẹp mà ít bông. Hai cây nó cũng xem gì ha. Lựa cái cây này. Dạ. Bao nhiêu cặp chị? Chưa biết, đang nghe nó biết chăm. À, đang đi lựa thôi. À dạ. 100 một cặp. 100 cặp, còn sắp đợi đang 150 nè. Hình như bây giờ 100 hết á. Không. Dạ. Như 100 hết á. Lựa trăm cặp hết đó, bây giờ sổ rồi mà trăm đứa gì nữa. Giờ tối bán đại với bài ai mua nữa. Còn vài tiếng nữa mà. Bây giờ là được giá, giá nào không bán? Giá hơi tốn tí rồi. Buổi tối nên nó vậy chứ buổi ngày nó mới không có thấy. Nguyên một cánh đồng hoa hướng dương luôn quý vị ạ. Một cái video hết sức đặc biệt của Sumac trước khi mà mình chào đón Tết truyền thống của Việt Nam tại cánh đồng Diều, cánh đồng Hoa Xuân tại huyện Hóc Môn. Phía trên đường sông Hành đó quý vị các bạn. Phía trên mặt đường sông Hành là bà con đã nghỉ Tết hết rồi. Nhà vườn cũng đã về ăn Tết hết rồi. Chợ Hoa Xuân cũng đã khép lại rồi. Riêng chỉ có cánh đồng hoa ở đây là bà con đang còn đi coi cây thôi. Đây là của nhà vườn nha, chứ không phải là của hội chợ Hoa Xuân nha quý vị các bạn nha. Đây là của nhà vườn. Đó. Trên bến dưới ruộng. Đây là ruộng nha. Đây là cánh đồng ruộng á, mình gọi là cánh đồng ruộng. Tối quá không có quay được. Bên đó là hoa màu gà. Khu vực bên đó là hoa màu gà rồi. Đông nghẹt luôn quý vị các bạn. Đó. Quý vị thấy cái lượng xe ra vào tấp nập đông nghẹt tại đây luôn đó. Tiếc quá sao bác biết vậy là mình mang micro với mang đèn đi rồi. Tranh thủ chọn cây đẹp chú ơi. Dạ anh ơi. Đó. Còn vài tiếng thôi là giao thừa tới rồi. 3 tiếng nữa là giao thừa tới. Ở đâu đang nổ pháo bông đùng đùng luôn. Cái khu này nó có ánh sáng đó quý vị các bạn, có ánh đèn đó, cho nên nhìn nó sáng một tí. Nhưng mà nhìn cũng không có rõ được cái chậu hướng dương nha. Ánh đèn ban đêm mà. Đó cũng 9-10 không ạ. Dạ, 9-10. Dạ. 9-10 là chốt được rồi á. Đúng rồi. À, đây có ông anh cũng đang đi lựa cây nè. Đó là khá là tươi rồi, em thấy khá là tươi rồi đó. Tươi đó, nhưng mà nó có một cái nó hơi già một tí. Dạ. Không bự quá. Chậu này mình thấy khá là tươi rồi, còn nhiều chậu khác là nó quặp xuống luôn rồi nha. Đúng rồi. Bông nó héo luôn rồi. Đây này, đây quay luôn cho quý vị các bạn xem này. Cái cây này này. Nó quặp xuống luôn rồi, đâu còn cái độ tươi gì nữa đâu. Nè. Đó quý vị các bạn thấy này. Cây này này. Quay đây nó có ánh đèn nè. Ây dạ. Coi như cái cây này là dục luôn nè. Trời ơi, không lấy được độ nét luôn. Này. Cây này là dục luôn nè nha quý vị. Cô chú anh chị thân mến, quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Sumac đang có mặt ở một cánh đồng hoa hướng dương tại cánh đồng nhà vườn hội chợ Hoa Xuân.
Bây giờ hội chợ hoa xuân trên bến Chư Ruộng tại huyện Hóc Môn cũng đã khép lại rồi nha. Còn chỉ còn là ở đây là nhà vườn hoa tại huyện Hóc Môn mà xuân Bắc đi ngang qua, mình tình cờ thấy bà con đang tập trung rất là đông, thì mình cũng cố gắng tranh thủ một chút xíu thời gian chia sẻ với quý vị và các bạn cái không khí trước khi mà mình chào đón năm mới giao thừa, Tết truyền thống của Việt Nam mình, thì cũng còn khoảng 3 tiếng nữa thôi. Đó, 3 tiếng nữa thôi là đón năm mới. Xuân Bắc cũng vừa muốn một lon bia, tại vì mình không uống bia rượu được quý vị và bạn, uống một lon là nó lưng lưng rồi. Đó, thì đi ngang qua đây, trên đường về đi ngang qua đây thấy bà con tập trung khá là đông ở đây. Và cánh đồng hoa ở đây cũng rất là lớn, cho nên là Xuân Bắc dừng lại để chia sẻ với cô chú anh chị, quý vị các bạn một chút xíu. Chỉ còn 3 tiếng nữa thôi, đúng 3 tiếng nữa là pháo bông sẽ nổ và mình sẽ đón giao thừa. Những cái thời khắc rất là tuyệt vời quý vị các bạn ha. Trời ơi, bà con ở đây tập trung rất là đông quý vị ơi, đông lắm. Đây nè, đông lắm, tiếc là thời tiết nó hơi tối, không có mang đèn nữa, không quay được cho quý vị các bạn xem. Thôi để quay camera ngược lại nha cô chú anh chị ơi. Quý vị các bạn thấy cái lượng bà con đi chợ hoa ở đây phải nói là đông nghẹt, đông lắm nha quý vị. Wow, bên này á, khu vực bên này là hoa màu gà, hoa sống đời đó, những cái chậu hoa màu gà, hoa sống đời khu vực bên này. Bên này thì Xuân Bắc thấy bà con không có đông, nhưng mà bằng khu vực bên kia là hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa vạn thọ siêu đông. Đông nghẹt bên đó luôn quý vị các bạn đó. Và khu vực bên này là khu vực cánh đồng hoa hướng dương, cũng như là bên kia là khu vực hoa màu gà luôn, hoa màu gà đỏ đó. Hoa hướng dương ha, hoa hướng dương thì mình thấy rất là nhiều những cái cây hoa hướng dương nó đã héo rồi, nó đã cụp bông rồi, cũng chỉ còn là một ít số ít chậu là nó tươi thôi, và bà con cũng đang lựa rất là đông, náo nhiệt và đông cực kỳ ở đây luôn quý vị các bạn. Rồi mình sẽ di chuyển ra bên ngoài chia sẻ với quý vị các bạn cái không khí siêu đông bên ngoài nha. Cây này tươi đẹp quá bác ơi. Quá đẹp, nhiều bông. Nhiều bông quý vị ha, bông nghẹt luôn. Tối quá, tiếc kìa. Thôi cứ đi ra ngoài cho nó sáng, trong này nó hơi tối. Đi ngoài cho sáng nha. Ra ngoài đông lắm nha quý vị. Nè, quý vị thấy cái không khí này đông nghẹt luôn nè. Số bác đang di chuyển, đang đi bộ nha. Đây các chị các anh đang tập trung chọn những cái cây, những cái chậu hoa vạn thọ. Đó, người thấy không? Đông nghẹt, quá đông, đông còn hơn là náo nhiệt hơn là chợ hoa xuân trên bến Dưa Ruộng, các bạn náo nhiệt hơn luôn. Chị, cái hoa này là hoa gì chị ha? Sống đời. Sống đời, dạ. Hoa này hoa sống đời. Sống đời này bao nhiêu một cặp rồi chị? 150 một cặp, dạ. 150 một cặp. Dạ em YouTube. Kênh gì? Food Travel Media chị. Bây giờ tối quá, Xuân Bắc phải rọi cái đèn điện thoại để chia sẻ với quý vị các bạn ha. Đó. Đây là hoa sống đời, 150 một cặp. Chị gái đang lựa này. Chị gái dân Hóc Môn luôn hả? Dạ. Dạ. Rồi đi ngắm hai cái chậu hướng dương này chút xíu. Bác nhà vườn này thiệt tình. Không, nếu có được, nó gãy
Đó, đẹp lắm nha quý vị ơi. Có bông cải nha. Rồi bông con phía dưới cũng nhiều nha. Chậu này cũng vậy luôn. Rất là đẹp. Rồi lên luôn. Không có cái cây này nè. Lên luôn, quá đẹp, quá đẹp. Nắm hai cây. Rồi, đó được rồi. Rồi, rồi. Rồi. Thoải mái luôn. Dạ. Rồi thoải mái. Đó, bà con rất là đông quý vị các bạn. Đông vui quá ha. Quá trời. Quá trời đông. Có ai cho giờ cái ngày. Quá trời đông vui rồi. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, chúc sức khỏe. Dạ hai anh chị. Vậy thôi. Rồi về thôi anh ơi, cây đâu mà về rồi. Cây kìa. À cây kìa. Có cây, có cây luôn. Dạ có cây luôn, có cây luôn. Em. Ở đây, không lên xe sao tao bưng lên. Sao hả? Trời ơi, chạy về đâu anh? Chạy về đâu? Anh chạy về đâu à? Đi về Hóc Môn anh. À về Hóc Môn. Về về Bình Chánh à. À. Anh chạy lên đi. Rồi. Ôm cây luôn chị ơi. Đây nè. Không treo đây hả? Ờ nữa treo vậy nó gãy. Ôm cây luôn. Nó cắn tôi không nổi. Trời ơi, trời cái này mất kiến. Nắm cái cây nè. Đừng có nắm cái chậu. À, chúc gia đình mình ăn Tết vui vẻ anh chị nha. Cảm ơn anh. Dạ. Cái nào? Dạ dạ. À, nắm cái cây. Ừ. Có đâu sao gãi trời. Trời ơi, ác ơi, cái hồng chưa bỏ cái bông lên không ngứa. À vừa bỏ lên kêu ngứa đầu. Bông lên nó ngứa cái đầu ác luôn. Dạ dạ. Dạ dạ, rồi chào anh chị. Đông vui quá. Qua bên này. Trời, cánh vườn hoa vạn thọ bên này phải nói là đang tràn ngập luôn. Đâu em lên rồi. Tràn ngập luôn quý vị các bạn. Khoe sắc rực rỡ luôn. Bên này các anh chị bà con cũng lựa được khá là nhiều cây nè, thừa hết rồi. Rồi quý vị các bạn thân mến, một vài hình ảnh để số mắt di chuyển ra ngoài đi. Di chuyển ra ngoài rồi mình kết thúc video luôn nha. Đó. Các anh chị, cô chú, bà con tại huyện Hóc Môn vẫn đang đi tham quan chợ hoa. Không phải chợ hoa, cái này là nhà vườn. Chợ hoa đã khép lại rồi nha. Đây này nhà vườn hoa. Trên bến dưới ruộng. Đây mới đúng nghĩa là trên bến dưới ruộng này. Ruộng không. Đó, cánh đồng diều. Để rọi đèn quay cận cảnh những cái chậu bông cho quý vị bạn tham quan. Những cái chậu này vẫn còn rất là đẹp này quý vị. Đó. Còn rất là tươi luôn nha, bông rất là tươi luôn. Đó, bông nó không héo nha quý vị. Đây này. Biết quý vị các bạn thấy không? Không biết soi sao cho rõ. Bông nó không héo nha. Bông nó đang còn tươi này. Đó, rất là tươi luôn đó. Có những cái chậu bông nó cụp rồi, nó héo rồi. Nhưng mà có những cái chậu bông rất là tươi. Đó, quý vị các bạn nhìn thấy những cái cánh là biết là nó tươi cỡ nào rồi ha. Đó, rất là tươi luôn. Ông này này. Đó. Sắp san, sắp san. Sắp san, sắp sinh. Những cái chậu này là sơ sát luôn. Héo queo. Héo queo, héo quét luôn. Quá nhộn nhịp, quá đông vui quý vị ơi. Đó, bà con vẫn đang đi vô tham quan vườn hoa. Nhà vườn rất là đông. Không khí nhộn nhịp tối 30 Tết quý vị các bạn. Tối giao thừa. Quý vị các bạn thân mến, đó là những cái hình ảnh mà số bác chia sẻ với quý vị các bạn về nhà vườn tại chợ Hoa Xuân trên bến dưới ruộng huyện Hóc Môn. Một cái nhà vườn phải nói là rất là nhiều những cái chậu hoa mà tối ngày hôm nay bà con huyện Hóc Môn cũng đi tham quan và cũng đi mua cây tại nhà vườn, rất là đông vui nhộn nhịp quý vị các bạn.
hình ảnh lần đầu tiên sẽ mắc quay chia sẻ với quý vị và các bạn. Cũng là một cái video hết sức là đặc biệt trước khi mà mình chia tay năm cũ đón năm mới. Thì nhân đây thì Số Mắc cũng gửi lời chúc trước thềm năm mới tới tất cả cô chú, anh chị, quý vị và các bạn khán giả coi trên kênh Food Travel Media, kênh của Số Mắc. Chúc tất cả mọi người tại gia đình mình một năm mới thật là an khang, thịnh vượng, thật là vui vẻ trong cuộc sống. Điều gì không may mắn cũng như điều gì mình chưa thực hiện được thì năm cũ trôi đi thì mình sẽ thực hiện trong năm mới, và mình sẽ thật nhiều may mắn trong năm mới quý vị các bạn nha. Chúc cho nhà nhà thật là an vui, mọi người, mọi gia đình đều hạnh phúc, đều an khang, đều thịnh vượng, vạn sự như ý trong năm mới, năm 2024. Hy vọng là năm nay cái video này của Sân Bắc phát sóng lên thì sẽ là một cái tín hiệu may mắn trong năm 2024 cũng như là tất cả những cái năm tiếp theo. Cái nền kinh tế nó sẽ ổn định lại, bà con sẽ có một cái cuộc sống sung túc hơn, ấm no hơn, gia đình an vui nhiều hơn, hạnh phúc hơn, để cho nhà nhà an vui, nhà nhà hạnh phúc, cuộc sống rất là ngắn ngủi. Những cái giây phút ấm no hạnh phúc như thế này rất là đáng quý, rất là đáng trân trọng khi mà mình đang chia sẻ với nhau những cái khoảnh khắc thật là tuyệt vời. Để chuẩn bị đón chào năm mới chỉ còn khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ nữa thôi là pháo bông sẽ nổ và thời khắc chuyển giao giao thừa đón năm mới sẽ chính thức thắp lên cũng như là được pháo bông được đốt lên rộn ràng nhộn nhịp, nhà nhà đốt pháo để đón chào năm mới. Số Mắc xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn, cô chú anh chị, đại gia đình, những khán giả thân thương, những khán giả đã yêu thương Xuân Bắc và đồng hành với kênh của mình trong suốt thời gian qua, chúc cho mọi người một năm mới, chúc cho đại gia đình một năm mới thật là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và bây giờ Xuân Bắc xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn, cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Xuân Bắc xin phép được nghỉ vài ngày để đón năm mới cùng với gia đình, với vợ con. Thì cũng một vài ngày nữa thôi thì Xuân Bắc sẽ chào đón con trai của mình. Con trai của Xuân Bắc tên là Minh Khôi. Minh Khôi xin chào tất cả cô chú, anh chị, ông bà, tất cả mọi người đã yêu thương, ủng hộ gia đình của Minh Khôi nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào. Bà con với nàng đi tham quan ở đây vườn hoa rất là đẹp, rất là tuyệt vời ở đây quý vị và các bạn.